tương đương với nghĩa tiếng Việt là gọi là, hoặc là được gọi là, ví dụ như bây giờ cô đi đến ví dụ như cô hỏi cái này tiếng Hàn Quốc gọi là cái gì ạ? À? Cái này cô có y cơ là cái này, y cơ sơ, cái này tiếng Hàn Quốc gọi là cái gì ạ? À? Y cơ sơ, à, chúng ta đọc luyến bắt chim lên, kết thúc bằng phụ âm mà bắt đầu bằng nguyên âm, thì chúng ta sẽ đọc luyến cái phụ âm này qua cái nguyên âm này luôn. À, giống như chỗ này chỉ còn là cơ sơ này, à, nó bị đọc luyến qua. Y cơ sơ, y cơ sơ, gọi bằng tiếng Hàn, mình có Hangguma. Hangguma là tiếng Hàn. Tại sao cô đọc là Hangguk, không đọc là Hangguma mà cô đọc là Hangguma? Ký ức mà gặp Niên, đây là biến âm. Ký ức mà gặp Niên hoặc là gì đây, Niên là K mà gặp N hoặc là M đấy, chúng ta gọi tiếng Việt đấy. Thì cái thằng ký ức này nó bị biến thành Niên N. Đây, cái này ký ức mình không gặp Hangguma mà chúng ta cô sẽ đọc. Ơi, cô ơi. Ơi, hỏi đi. Cô ơi, em xin ra mũi này, cái bữa nay có con em với này nó quấy quá em học không được. À rồi, rồi ok. Nghe vậy thôi, có gì xem lại nghe tiên nhé. Dạ em xin ra mũi này nha cô. Ok ok. Cho nên chỗ này ký ức mà nó gặp niêm thì chỗ này chúng ta đọc giống như N, giống như chữ cung đây các bạn, chứ không thành ra một chữ cúc nha. Hangguk mà phải là Hangguk, người ta sẽ đọc Hangguk mà, người ta không đọc Hangguk, đọc cúc nặng lên. Hangguk mà lô Hangguk mà lô gọi là cái gì? Mình có gì là gì đây? Mình có mùa. Mùa là gì? Hoặc là mùa ớt sơn gì cũng được. Mùa, mùa này không có bát chim. Cô đi với rà cô và đi với ha tạ. Bỏ tạ đi, các bạn muốn chia đuôi thì đuôi như thế nào? Chia đuôi ai vô? Hoặc là đuôi, chia đuôi bê đi tạ, bê đi cá, chia đuôi gì đẹp cũng được hết. Ví dụ như chia đuôi kính ngữ, tại vì mình học lớp 1 mình đã học những cái đuôi câu hết rồi. Thì bây giờ mình muốn chuyển về đuôi câu gì? Chuyển về đuôi câu ai vô cho nó dễ ha. Về sự thân thiện, mùa đạo cô kết thúc bằng a ta, chuyển về hệ hệ o. Đây, cái này gọi bằng tiếng Hàn là cái gì ạ? À? À, cái này gọi bằng tiếng Hàn là ví dụ như là copy đi, do đơn giản ha, hay là cái từ gì đây, à từ gì vậy? Trong một cái đồ vật nào cũng được ha, cho dễ hiểu đi. Cầm một tí ra gì đây, có gì mình sử dụng sao. À, cái này gọi là tiếng Hàn, y cơ sơn Hàn Quốc mà lo ươi cha, là cái ghế. Ươi cha này cũng không có bát chim. Danh từ này, ươi cha, gọi là cái ghế thì danh từ mình đi với y là cô. Thì ở đây ươi cha là danh từ. Danh từ này không có bát chim, gọi là ươi cha là cô hề. Hề gọi là cái ghế, gọi ươi cha. Rồi, cô ví dụ câu thứ hai. Bây giờ Hàn Quốc mà này, bây giờ tôi về Thư Nam mà. Các bạn để ý cho cô nhé, đây là cô viết cách này các bạn. Y cơ sơn, cắt một cái. Hàn Quốc mà lô, cắt một cái. Mùa ra gô, cắt một cái. Thế hiểu không? Mình phải viết từng cụm như vậy nhé. Từng cụm, phải chia ra từng cụm như thế. À. Mình viết quen rồi thì nữa mình luyện viết nó sẽ dễ hơn. Rồi cô ví dụ thứ hai. Bây giờ tiếng Hàn rồi, bây giờ cô hỏi tiếng Việt. À, cô nói là cái món này
tiếng Việt Nam gọi bằng tiếng Việt Nam là cái gì ạ? Yum sư cơn sư cơn Bê thứ năm mà lo Bê thứ năm mà lo Yêu sẽ cần bé thế nào mà lo Mua ra có hiểu Cái món này gọi tiếng Việt là cái món gì ạ? À cái món này gọi tiếng Việt là món phở phở à, gì đây món phở của mình đã phô phơ đi hoặc là món gì gì đây à, món bún chả à, bún chả ha vân vân gọi là bún chả món phở món bún gì đó vân vân gọi là xoài cái món này gọi là món bún món chả bánh xèo bánh gì đó đúng không à, thì ở đây ví dụ như gọi là phở đi cô bôi đây cô ghi lên đây ha Phô. Em sẽ cần bé thế nào mà lo phô à phô này cũng không phải chim đi với đạt cô hè hè Rồi ví dụ như à xin chào các bạn tên tôi là Su Chin tôi được gọi là Su Chin tôi đến từ Hàn Quốc vân vân xin chào các bạn tôi là Su Chin tôi đến từ Trung Quốc hoặc là tôi là gì đây tôi là Lam tôi đến từ Việt Nam Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo Chào tôi được gọi hoặc là gọi là Su Chin chờ nâng à nam đi. Người Việt Nam 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 này có phải chim cô thân y đi ra cô nam mi ra cô hèo hoặc là hầm ni ta nếu trong trường hợp về sự thân thiện à, tôn kính trang trọng thì cũng chúng ta dùng ni tà ni cá nhưng ở đây trong trường hợp bạn bè giới thiệu thân thiện thôi thì có thể dùng đuôi hèo này Annyeonghaseyo, chào mừng Nam Mira Thay vì Nam Nam Mèo Nam Mimita thì người ta sẽ giới thiệu cái hay hơn một tí xíu nữa. Đó là rạc cô. Tôi được gọi là Nam. Bé thế Nam Mẹ Sa Wasayo. Tôi đến từ Việt Nam. Xin chào, tôi được gọi là Nam. Hoặc là tên gọi của tôi là Nam đấy. À, thì là gì đây? Và tôi đến từ từ Việt Nam. Rồi bây giờ cô ví dụ thêm vài ví dụ nữa. À, gọi là ví dụ như à cái này gọi là à tóc cúc đúng không cái canh tóc ấy tóc cúc gì cơ xương hoặc là yếm xít cơ yếm xít món này gọi là tóc cúc à yếm xít cơ tóc cúc này có bắt chim cô đi với y đọc lính bắt chim là tóc cúc kia đã có hé hé
được gọi là tốt phúc ạ. Ờ, mà chai ơ. Ờ, đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Có ví dụ một cái nữa. Cái con vật này, có động vật này gọi là cái con gì đấy? À, gì tao mua? À, con vật, động vật. Gì tao mua được? Mua ra có hề đó. Bạn cứ bên trái lại, à, có con vật này gọi là con mèo, con chó, con thỏ, con gì đó. Thô kì. Hoặc là gì đây, cô giang nghi. Càng à chi, vậy không phải. Hoặc là quần su nghi. Hù răng nghi. À, con mèo, con hổ. Con gì đây, à, con khỉ, con gì đó. Hù răng nghi đi nha. Con hổ ha. Hù răng nghi. Thôi đang nghe này không có ba chim thì mình đi với đạo cô và đi kèm theo là hai bạn. Các bạn hiểu được không? Hề hề à. Rồi có ví dụ thêm hai cái ví dụ nữa. Cái con sông này được gọi là cái con sông gì đấy ạ? Mình không biết tên sông, mình đi ngang đâu đó mình biết tên sông, à, mình không biết con sông này con sông gì, mình muốn hỏi tên. Y càng ư, y càng ư, mùa đào cô hẻo gọi là gì đấy ạ? Người ta trả lời, à, cái sông này gọi là hang căng. Hoặc là gì đây, à, sông gì đây, à, cái sông gì từ như cô quên là sông gì chảy dài từ Kumi đến Tê Cu này, Nạc Tung Cang, vâng vâng, cái những cái sông lớn và hang cang đi, à, sông hang, hang cang có bát chim, mình đi với y và đi với rà cô và cộng với ha tà chia về đôi câu, hề hề rồi. Các bạn thấy nha, mình phải chia viết thành cụm như vậy á, đây mới là thật sự viết tiếng Hàn nè các lớp. Chúng ta phải tập dần dần đi nha, chúng ta phải cắt khoảng đó, nó sẽ đi khoảng như thế này, mình sẽ đi khoảng như thế này để sau này chúng ta luyện viết nó sẽ ok ha. Và chúng ta viết tiếng Hàn, chúng ta nhắn tin tất tần tật, chúng ta cắt cho nó hợp lý, phải đi cùng với nhau, chúng ta viết cùng thì nó mới ra tiếng Hàn. Rồi phần này ok được chưa? Ngữ pháp này hiểu được chưa? Còn gì thắc mắc hay không? Nếu như hiểu được thì cô sẽ đi đến ngữ pháp thứ hai, rồi một tí nữa học hai hết hai ngữ pháp. Ok rồi thì chúng ta quay lại chúng ta làm bài tập thử những cái câu mà cô cho các bạn làm thử các bạn hiểu được và các bạn áp dụng vào được hay không? Làm thử ví dụ. Phần này đã nắm được cái cấu trúc này sử dụng như thế nào chưa? Có câu nào để hỏi không? Cô cho các bạn 2 giây suy nghĩ nha. Ok được rồi đúng không? À thì một tí nữa sẽ quay lại làm bài. Bây giờ chúng ta đi tiếp một ngữ pháp nữa của bài hôm nay. Ngữ pháp này
thì nó hơi, nói chung là nó có khó và nó cũng có cái dễ vì nó không có nghĩa gì cả. Ngữ pháp này nó là định ngữ, nó rất quan trọng trong cái tiếng Hàn này. Khi chúng ta sử dụng định ngữ được thì chúng ta coi như là tiếng Hàn chúng ta được ok được phần nào rồi đấy. Tại vì cấu trúc này khó hiểu là ở chỗ là nó không có một nghĩa nào cả, nó chỉ theo một phương thức của nó để kết hợp thành một cái câu thôi. Ví dụ như trong trường hợp này, nó có lý thuyết, nó có nghĩa, thì mình chỉ bê cấu trúc vào rồi mình cho nghĩa vào chính xác ở đây. Nhưng đối với định ngữ, nó không có một nghĩa nào xác định, mà nó chỉ theo một cái phương thức, một cái gì đây, một cái quy tắc của nó là trong trường hợp mà nó có tính từ và nó có danh từ đi cùng một câu, và trong câu đó tiếp nối thêm cái mệnh đề sau nữa, thì chỗ này động từ ở tính từ với danh từ này sẽ trở thành định ngữ. Chúng ta phải kết hợp để cho nó thành định ngữ. Thì như cô nói, đối với lý thuyết thì nó không có, nghĩa nó cũng không có. Về mặt nó, cái ngữ pháp họ diễn tả như thế nào thì chúng ta sẽ đi theo như thế đó, tại vì nó là định ngữ. Thì bây giờ chúng ta bây giờ đến định ngữ này. Trước khi học định ngữ, vì sao cô nói như thế? Tại vì nó không có một nghĩa cho nên là các bạn đôi khi hiểu sai về nó. Nhưng trước khi học, cô muốn đến chính các bạn một điều là người ta diễn tả cho mình như thế nào, người ta hướng dẫn cấu trúc mình như thế nào, thì mình chỉ theo một con đường đó mà mình làm. Mình đừng đi rẽ, mình đừng nghĩ rẽ trái rẽ phải như thế nào thì mình sẽ hiểu sai cái cách của nó. Là chính vì cái chỗ định ngữ thì chúng ta không sử dụng định ngữ, nhưng cái chỗ không sử dụng định ngữ, cái chỗ bình thường chúng ta lại sử dụng định ngữ đó. Chính vì như thế cho nên cấu trúc hôm nay chúng ta học, cấu trúc cuối cùng đó là tính từ đi với ưng nưng kết hợp với danh từ để tạo thành một đại danh từ to và kết hợp với một mệnh đề sau. Kết hợp với một mệnh đề nếu như trong trường hợp chúng ta có những cái công thức mà nó hợp và cái câu mà nó hợp với cái công thức này thì chúng ta sử dụng. Còn nếu như mà chúng ta không thấy nó hoàn chỉnh như cái công thức người ta đưa ra thì chúng ta không được sử dụng. Cho nên chính vì sao cô nói là định ngữ nó không có nghĩa. Cái chỗ định ngữ thì chúng ta không sử dụng định ngữ, cái chỗ không có định ngữ thì chúng ta lại sử dụng định ngữ. Chính vì như thế. Nhiều khi nhiều người, nhiều bạn học định ngữ à, cái định ngữ này em không biết sử dụng như thế nào và không biết đặt làm sao cho nó gì đây, cho nó đúng vị trí, cho nên là chính vì thế các bạn này đây, các bạn phải tìm hiểu cái này ha. Đây, định ngữ nó không có một lý thuyết, cũng không một có nghĩa, nó chỉ có một dạng công thức như thế này thôi, nó chỉ có một dạng công thức như thế này thôi. Là khi một câu mà có tính từ và đi với động từ thì chúng ta phải trải qua tính từ đi với ưng nưng rồi kết hợp với danh từ để tạo thành một đại danh từ to, sau đó chúng ta kết hợp với mệnh đề sau. Thì ví dụ như cái trong trường hợp này này, nó không có lý thuyết, không có nghĩa, cho nên là cô ví dụ luôn. Ví dụ vì sao các bạn có chột ưng sa ram, nạp bưng sa ram, ả nưng sa ram, bì san cha gì đây, và dẹp binh xà ram hoặc là một sang kinh xà ram hoặc là gì đây, à thơ un chip hoặc là gì đây, à chộp ưng chip bì sang chip vân vân. Vì sao có những từ đó mà là chộp tà sa tà, hoặc là những cái từ đó nó là động từ tính từ mà, vì chính là cái định ngữ này cho nên mới ra được những từ như thế. Vì sao có chộp ưng xà ram này? Trước tiên cô cho những từ gần gũi trước các bạn này. Là người tốt đúng không các bạn? Cái gì đó người tốt. À, anh ấy là người tốt. Cừ nam cha, chụp ưng sarami ạ. Cừ nam cha. Cừ nam cha đó, chụp ưng sarami ạ. Anh ấy là một cái người tốt. Thì bây giờ này, chột tà là tốt mà, Saddam là người, vì sao có chột ưng Saddam này? Đây này, người thôi mà còn tốt nữa,
Còn thêm một cái tính từ là tốt nữa, thì vì sao chúng ta phải kết hợp được với tính từ và cả danh từ người tốt lại với nhau? Là nhờ cái định ngữ này. Vì sao có chữ unsaram này? Bây giờ chúng ta xác định, à, người mà còn tốt nữa. Người danh từ là saram. Tốt chúng ta có chục ta. Đúng không? Bởi vì sao cái này mà thành người tốt được? Chúng ta phải nhờ cái định ngữ này, chúng ta phải theo này, danh từ đặt ở đâu? Danh từ, à, tính từ đặt ở đâu? Tính từ đặt ở đây. Chục ta là tính từ, danh từ ở đâu? Danh từ saram đặt ở đây. Chục ta và saram, chục ta saram nó muốn kết hợp với nhau thì phải trải qua một giai đoạn này. Gọi là định ngữ. Chục này có bắt chim, nếu như có bắt chim thì cô thêm ưng vào, hay là chục ưng saram. Cô ghi đóng ngoặc, mở ngoặc như thế này thì các bạn hiểu cấu trúc nó chi như thế nào đúng không? Nếu như có bắt chim để cô ghi luôn ha. Và sau này các bạn học lên lớp 2 cao lên một tí thì cô không ghi ha. Tại vì cho các bạn quen để nhìn ngữ pháp mình chia nó quen. Nếu như chúng ta cái từ mà có bắt chim thì chúng ta thêm ưng. Không bắt chim thì chúng ta thêm n. Không bắt chim. Ở đây có bắt chim cô thêm ưng. Đó. Tính từ kết hợp với ưng nưng để đi với danh từ tạo thành một đại danh từ to. Ở đây họ ra đại danh từ to rồi. Đó là người tốt rồi. Và đi với mệnh đề sao? Đây, mệnh đề đuôi câu. Có phải là vị trí đúng rồi hay không? Đúng không? Đó, tính từ đi với ưng nưng. Có tính từ đi với ưng nưng. Chỗ này đi với danh từ có luôn. Để tạo thành một đại danh từ to. Và phía sau kết hợp với mệnh đề sao? Mệnh đề sao có luôn. Hợp lý. Đôi khi người ta nói cái người này tốt nè, Isaram Chuaio là hết rồi. Cái người này tốt và cái anh này là người tốt nó khác nhau. Cho nên chính vì vậy cô nói là cái chỗ mà chia định ngữ thì chúng ta không chia định ngữ. Cái chỗ gì đây? Cái chỗ không cần chia định ngữ thì chúng ta lại chia định ngữ. Ví dụ như người, mình nói là cái này tốt nè, Isaram Chuaio. Anh này là người tốt mà. Thì Isaram Chuaio Isaram gì vậy? À, cái này tốt chẳng hạn, y cơ chùa ai là hết rồi. Mình chỉ có cái này và mình nói là cái này là tốt. Chỉ có danh từ và động từ thôi là kết thúc. À, danh từ là tính từ thôi là kết thúc, đúng không? Cô muốn nói cái này tốt hoặc là người này tốt, bạn này tốt thì cái này chỉ có danh từ, thằng này là tính từ, nó không có mệnh để sao kết hợp gì cả. Thì danh từ nó đi với y ca để kết hợp với tính từ thôi, tính từ cái hiệu chữ A. Thì ở đây không cần định ngữ, nó đâu có mệnh đề gì kết nối nó nữa, mà chỉ nói là cái này tốt, cái này xấu, cái này đẹp, cái này không đẹp thôi. Ví dụ như tôi không thích cái xấu hoặc là tôi không thích cái tốt thì mình còn một cái mệnh đề sau nữa, thì chỗ này mình mới sử dụng định ngữ nè. Nếu trong trường hợp nó không có một mệnh đề sau nữa thì là câu bình thường. Nó chỉ có danh từ và tính từ là câu bình thường. Nó có danh từ, tính từ và còn sau nó là mệnh đề sau nữa thì đó là định ngữ. À, trong cái trường hợp này ha. Như cô đây, có danh từ, có tính từ nhưng mà phía sau nó không còn có gì cả, mình chỉ nói người tốt thôi. Thì ở đây mình chỉ nói bình thường. Y cơ chủ ai không? Y cơ ảnh chủ ai không? Đó. Còn phía sau mà nó có một mệnh đề này nữa thì cái hai thằng này gom lại để tạo thành danh từ to để đi với mệnh đề mới kết hợp. Ok. Chính vì sao mà cô nói như vậy là vì cô sợ các bạn hiểu lầm là trong trường hợp mình học định ngữ nó sẽ dễ bị loạn, tại vì nó không có một cái ý nghĩa nào khác. Rất nhiều chỗ định ngữ là không chia định ngữ và có những rất nhiều chỗ là không cần sử dụng ngữ lại chia định ngữ. Bình thường không học định ngữ chia cái câu đó đúng, nhưng mà học định ngữ, à, chỗ này có tính từ, chỗ này có danh từ, cô nói có tính từ danh từ là định ngữ. Nhưng mà các bạn phải nhớ tính từ danh từ kết hợp với nhau để tạo thành một đại danh từ to, sau đó còn sau đó nữa phải có mệnh đề thì chúng ta mới gom cái thằng này lại để thành một định ngữ. Thì về đây cô sẽ ví dụ tiếp như này. Ví dụ như cô muốn mua một ngôi nhà thì cô có chip bên sao cô ship vậy, đúng không?
chiếc bưng hăm tê một ngôi nhà hoặc là chiếc bưng sao cô sẽ không muốn mua nhà thật sao cô ship phải không chẳng hạn đơn giản như thế đúng không nhưng bây giờ cô muốn nói cô muốn mua một ngôi nhà đẹp đẹp là dẹp bư tà thì đẹp này nó nằm ở đâu nó là tính tình muốn mua nhà thì chiếc bưng sao cô sờ nhưng mà ở đây người ta còn ngôi nhà đẹp nữa dẹp bư tà nữa thì đặt dẹp bư tà này có ngôi nhà mà còn đẹp nữa chết luôn đúng không thì ngôi nhà đẹp cho ngôi nhà đẹp đây tính từ có tính từ nếu muốn kết hợp với cái này thì cho dạng định ngữ cho một thêm trải qua một giai đoạn định ngữ đó là ok nhớ định ngữ tính từ phải đặt ra đằng trước thì nó mới là định ngữ nha ngôi nhà mà còn ngôi nhà đẹp nữa đúng không mua nhà thì đơn giản chứ sao cô xếp vào đây hồi nãy cô nói hình như thế này nhưng mà người ta nói muốn mua ngôi nhà đẹp dẹp bên chiếc sao cô xếp thôi không những bây giờ cô muốn ngôi nhà đẹp nè ngôi nhà đắt tiền ngôi nhà đắt tiền có đắt tiền bi sa tà là đắt tiền không có chim bi sản chip ngôi nhà to có to to là khư tà không có chim khưng chip dạ bưng chip bị sao chip khưng chip sao có sức khỏe tắc 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 rất đơn giản nếu chúng ta mà hiểu theo một cái nghĩa này nó rất là đơn giản còn mình nói cái ngôi nhà này đẹp y chip đi dẹp bơi rồi đó là câu bình thường ngôi nhà này đẹp có danh từ là nhà có đẹp là tính từ nó không có một vấn đề sau nào nữa thì đó là câu bình thường khi bình thường mình học câu bình thường thì là chưa bình thường rồi tự nhiên học định ngữ cái dẹp bưng chip cái ngưng ở đó dẹp bưng chip còn cái gì nữa còn vấn đề sau nữa thì chỗ này mới sử dụng định ngữ nè còn câu bình thường cái nhà này đẹp y chip bây dẹp bơi cái nhà đất này y chip bị sao y chip bị khơi đó có danh từ có tính từ mình sử dụng cấu trúc ở lớp 1 đó là danh từ điều ik cộng với tính từ cái này đẹp diễn tả tính chất của nó đó là câu bình thường đó người ta nói về câu bình thường còn ở đây mới là định ngữ nè vì sao tính từ kết hợp với ưng nưng đây có danh từ để tạo thành một đại danh từ to rồi làm gì có nói mà để sao ngày mai tôi sẽ mua một cái váy chẳng hạn ngày mai tôi sẽ mua một cái váy thì cô sẽ câu bình thường như thế này này nên chima là váy rồi chữ tiếng mời cái này nha nên chima rừng sẵn có hề ạ sẵn có hề ngày mai tôi sẽ mua một cái váy mua váy là mình bình thường rồi nhưng bây giờ cô có ngày mai tôi sẽ mua một cái váy dài mình có khinh tà là dài hoặc váy ngắn trai tà là ngắn trai tà ngắn khinh tà trai tà một cái váy đẹp nữa dẹp bư tà một cái váy mà tiện lợi nữa thân tha tà cái váy mà mặc vô nó tiện lợi đó các bạn váy mà mặc vô đi đứng nó không được thì là váy nó bất tiện váy làm sao mà đi mặc vào nó thoải mái á thân tha tà thoải mái đi làm sao mà cái váy thoải mái đặt cô có những cái từ này người ta nói mua váy thôi thì mình dùng đơn giản nhưng mà trong trường hợp này cái váy dài cái váy mà còn dài nữa thì rất đơn giản thôi, bình thường chúng ta không biết ghép ở đâu nhưng bây giờ chúng ta có định ngữ rồi
Nê in này, nếu mà dài thì cho khin vào. Đó, mình đặt vào vị trí thôi. Khin. Đáng lẽ có bắt chim, mình thêm ưng. Nhưng vì sao các bạn? Bắt quy tắc chúng ta học gọi lớp 1 và cô cho các bạn học rồi. Bắt quy tắc với riêng. Riêng mà gặp ư thì sao? Ư thì bị lược bỏ. Bước thứ nhất. Bước thứ hai nữa, nó chưa dừng lại ở đó. Là vì sao? R riêng này nó còn gặp niên nữa. R này còn gặp N nữa. Đó là bước thứ ba. Nó lại bị lược bỏ. Thì chỗ này chỉ còn là khinh thôi. Khinh chỉ mà đứng sai quậy ạ. Đó, vì sao cô nói bắt quy tắc nó rất quan trọng. Thời kỳ đầu cô cho các bạn học lớp 1 là bắt quy tắc ở gì đây? Bốn cái bắt quy tắc cơ bản. Để lên đây mình xác những cái bắt quy tắc. Tại vì nó kết hợp với ngữ pháp này nó sẽ bị bắt quy tắc. Cho nên nó thành một từ hoàn toàn khác. Khinh tạ này. Rồi bây giờ váy gì đây? Váy dài. Bây giờ tôi không thích váy dài, tôi sẽ mua cái váy ngắn. Có váy ngắn có tính từ là trai đã. Đó, hai bát chim R và B. R bị viết đấy. Thì chúng ta chỉ đọc bát chim R thôi. Nếu như mà nó có một nguyên âm bắt đầu phía sau nó. Ví dụ như cô muốn chia về đuôi A vô, thêm A cũng vô. Thì từ này chúng ta sẽ đọc cái từ trên này. Và bát chim thứ hai chúng ta sẽ liếm vào đây. Chai bài. Đó, nếu như có những từ kết thúc bằng R và biếp ấy, thì chúng ta sẽ đọc như thế. À. Chai. Chai đã. Chai đã. Thì ở đây bỏ tà đi. Có bát chim. Cô thêm ưng vào. Chai bưng chì mà. Chai bưng chì mà. Sàn coi không. Váy nào cô làm cũng được hết. Váy ngắn, váy dài, váy đẹp, váy xấu. Tại vì cô đã gì đấy? Có cái thằng định ngữ này thôi. Bình thường mua váy là đơn giản đúng không? Bây giờ chị ta lại nói váy đẹp. Chị ta lại nói váy ngắn, váy dài. Thì ở chỗ này mình nói làm sao? Tiếp tục. Váy đẹp tương đương với hồi nãy nhà đẹp. Dẹp tư tà, bỏ tà đi. Không có chim, N. Váy mà mặc cho nó thoải mái tiện lợi. Đừng ôm quá, đừng rộng quá, hoặc là đừng có chật quá. Thì là Panhata. Panhata, bỏ tà đi. Không có bát chim, Panhanchima. Khiến chị mà đứng sẵn coi ấy ồ. Trái bưng chị mà đứng sẵn coi ấy ồ. Dẹ bưng chị mà đứng sẵn coi ấy ồ. Phần hân chị mà đứng sẵn coi ấy ồ. Rồi bây giờ cũng muốn quay lại bài này. Câu hỏi quê hương của các bạn là nơi như thế nào? Hôm nay chủ đề về liên quan đến quê hương. Quê hương của các bạn là nơi như thế nào? À, quê hương của tôi là nơi có rất nhiều sông và rất nhiều xe máy, xe gì đó. Hoặc là có quê hương tôi là một cái nơi mà có nhiều tòa nhà cao và đường xá phức tạp. Hay như thế nào đó. Tại vì những cái từ vựng này chúng ta học rồi đúng không? Thì cô sẽ cho vào bài này. Bây giờ nè, giới thiệu những cái đơn giản trước rồi bây giờ quay vào bài này. À, bây giờ ví dụ như cô hỏi là quê hương của bạn là nhìn nơi như thế nào? Khô giang ưng ở tương có gì đó? Như bạn Lan, bạn Hoa, bạn Nghệ gì đó. À, làm gì? Cô Hằng ơi, quê hương của bạn là nơi như thế nào? Ờ tôn, nơi là cột nha các bạn. Ờ tôn, cột là nơi. À, ờ tôn, cột xỉu. Đọc lên bắt chim lên. Ờ tôn, cột xỉu. À, nơi của tôi là có rất nhiều sông và là nơi rất là yên tĩnh, tĩnh lặng. Ừ. Thì ở đây cô có là nhiều sông và núi như thế nào đó. Thì mình có rất nhiều sông thôi. Rất là nhiều sông
Kangi mango. Kangi mango. Và rất là tĩnh lặng, cô có hăng chất hà tạ. Hăng chất hà tạ là tĩnh lặng. Hăng chất hà tạ là nơi. Có gì vậy ạ? Thì chỗ này chúng ta làm gì vậy? Chúng ta làm sao để trở thành là một cái nơi tĩnh lặng được? Mình có hăng chất hà tạ là tĩnh lặng. Mình có cốt là nơi. Ở đây có tính từ, ở đây có danh từ và kết thúc mình để sau này, mình để sau là đuôi câu này. Thì chỗ hăng chất hà tạ chúng ta bỏ tạ đi, chúng ta thêm gì vào? Không có chi. Tất tần tật hôm nay chúng ta học đều là tính từ đó các bạn, những cái từ vựng đấy. Vì hôm nay chúng ta học định ngữ này, cho nên từ vựng liên quan đến định ngữ hết. À, nơi của tôi là cá nghi mạng cô, là nơi có nhiều sông và nơi có nhiều sông và là nơi tĩnh lặng, yên tĩnh, hăng chất khả tạ. Vì sao cô đọc là hăng chất khả tạ mà cô không đọc là ha? Vì ở đây là biến âm này các bạn. Kia, thằng này mới gặp kia. Thì hai thằng này sẽ kết hợp lại, nó bị biến thành âm khở. Nó sẽ kết hợp lại, biến thành âm khở. Nếu như chúng ta thấy kia gặp hiếc hoặc là hiếc gặp kia gì cũng vậy, hai thằng này gặp nhau thì hai thằng này nó biến hình, nó hợp lại và nó bị biến thành cái khờ. Thì ở chỗ đây chúng ta đọc giống như là hang cho kha tạ. Rồi chỗ này mình cho nó thành định ngữ rồi, hang cho khăn. Hăng chờ khăn có gì ạ? Tĩnh lặng, đó là cái tính từ đấy. Đó. À, là nơi có nhiều sông thì là có nhiều sông thì ok rồi. Và là nơi tĩnh lặng nữa. À chết, chỗ này mình có cột là danh từ là nơi, mà còn tĩnh lặng là hăng chết ha tạ. Thì là nơi tĩnh lặng mình làm như thế nào? Cũng giống như quần áo đẹp, xe đẹp, cũng giống như váy ngắn váy dài đây, tương tự như thế. Rồi bây giờ một bạn là nơi có nhiều sông và yên tĩnh, còn một bạn là nơi có nhiều tòa nhà cao và giao thông phức tạp. Một nơi là nơi này của bạn nào đó, còn nơi của bạn kia là có nhiều tòa nhà cao và giao thông phức tạp. Để cô viết cô lại đáng cho nó đi và sẵn một tí. Rồi viết xong rồi cô bôi chỗ này luôn ha. Coi nha, kịp chưa? Coi ha. Đó, một cái bạn hỏi như thế này. Cái bạn kia thì một bạn là nhiều sông nên yên tĩnh, còn bạn kia thì có rất là nhiều tòa nhà cao. Hoặc là giao thông là nơi giao thông rất là phức tạp. Có nhiều tòa nhà cao các bạn. Nhiều tòa nhà cao, mình có tòa nhà là cái gì đây? Tòa nhà cao mình có cơn mưa. Nhiều tòa nhà cao thì mình có cơn mưa là gì đây? Tòa nhà đúng không? Cơn mưa là tòa nhà. Mình từ vựng này mình học rồi, là danh từ. Mình có cao là gì? Mình có tòa nhà cao, mình có cao là kịp tả, là cao đấy. Hoặc là cô nhìn quên, cái kịp tả là sau, nộp tả. Nộp tả là tính từ, là cao đấy. Có nhiều tòa nhà cao thì chỗ này mình làm như thế nào đây? Mình có cơn môn là danh từ, mình có gì đây? Nộp tà là tính từ. Và mình có một cái mệnh đề sau đó là nó nhiều nữa. Thì chỗ này mình làm sao kết hợp được với nó được? Nhờ vào định ngữ rất là dễ dàng. Mình để cái tính từ đằng trước, mình bôi chữ tạ này
mình xác định nó có bát chim hay không bát chim, mình thêm ưng nưng vào là nó thành định ngữ. Nó bưng cơn môn nhiều, nó bưng cơn môn đi mặn cô, nhiều tòa nhà cao, đó thành ra định ngữ rất hay và xúc tích. Nó bưng cơn môn đi mặn cô, và là nơi giao thông phức tạp.